Thưa quý vị, xác định phong trào thi đua là động lực thúc đẩy tinh thần nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, Đảng bộ chính quyền huyện Châu Đức luôn duy trì và phát huy các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các điển hình trong thi đua, qua đó càng tạo khí thế thi đua sôi nổi tại địa phương. Và chính tinh thần thi đua, các phong trào thi đua đã thực sự tạo bước chuyển nhanh, mạnh để huyện Châu Đức có được thành tựu như hôm nay. Trong các lĩnh vực ngành nghề cơ quan đơn vị ở huyện Châu Đức, giáo dục đào tạo là lĩnh vực có các phong trào thi đua sôi nổi hiệu quả nhất. Mỗi năm học, ngành giáo dục đều tổ chức hàng loạt phong trào thi đua gắn với hoạt động chuyên môn của ngành như dạy tốt, học tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy nhà học. Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Chất lượng giáo dục vì thế không ngừng nâng lên. 16 trên 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện Châu Đức đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập trung học cơ sở mức độ 2. Năm học 2018-2019, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức công nhận 1.390 sáng kiến cơ sở cho ngành giáo dục. Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công nhận 16 sáng kiến kinh nghiệm, 214 viên chức giáo dục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 8 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Ví dụ phát động trào nhà, bảo vệ môi trường, rồi cây xanh, rồi làm cho cháu như nó tiếp xúc với sách vở, truyện tranh rồi đó. Thì bản thân tôi làm được, tôi thấy tôi làm được thì tôi tham gia. Tôi làm thì công nhận nhà trường, huyện, tỉnh cũng có ghi nhận, cho tôi một cái công nhận, tôi một cái thi đua, có cái tinh thần phấn khởi. Qua cái đề xuất thì tôi đã gửi cái sáng kiến này dự thi cấp tỉnh và cũng được công nhận cấp tỉnh trong năm học 2018-2019. Thì với cá nhân khi triển khai áp dụng sáng kiến này vào thực tiễn dạy học bộ môn lịch sử thì tôi cũng mong muốn là học sinh sẽ có hứng thú hơn, yêu thích hơn đối với bộ môn lịch sử nói riêng và các cái môn khoa học xã hội nói chung. Hàng năm, huyện Châu Đức đều quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác thi đua khen thưởng, cụ thể hóa các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng, phát động phong trào thi đua, tổ chức cho các khối thi đua ký giao ước với nhau, nhằm phát huy tinh thần phấn đấu sáng tạo của cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Phong trào thi đua, công tác khen thưởng được duy trì thường xuyên và có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức, thúc đẩy đông đảo quần chúng nhân dân, các lực lượng xã hội hưởng ứng. Năm 2019, trong 12 phong trào thi đua được huyện Châu Đức phát động đạt hiệu quả cao nhất là thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Doanh nghiệp hội nhập và phát triển, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, dân vận khéo, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, dân dân. Bằng sự nỗ lực thi đua không ngừng của mọi cấp, mọi ngành, mọi lực lượng, năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện Châu Đức đạt 8,1%, tổng thu ngân sách đạt 6.509 tỷ đồng, vượt hơn 61% dự toán, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 59 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm còn 1,81%. Hàng năm thì các thị trấn cũng như huyện đều có tổ chức cái nội dung đăng ký thi đua của cái địa phương. Thì bản thân tôi là người bí thư, thì cũng là một chi hội nông dân, luôn lúc nào cũng có sự phấn đấu để mà thực hiện tốt các nhiệm vụ cũng như là trong việc xây dựng kinh tế ở địa phương, ngay cả xây dựng kinh tế của gia đình. Và song song đó thì tôi cũng là người là cũng luôn tuyên truyền vận động cho người nhân dân cũng như là các đoàn thể của địa phương luôn luôn là phấn đấu, chúng ta cùng nhau là thi đua là lập cái thành tích cho cái địa phương của mình, để xây dựng cái địa phương mình phát triển. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chào mừng Đại hội Đảng các cấp và 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện để xây dựng kế hoạch một cách cụ thể, chi tiết, theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác thi đua khen thưởng của từng đơn vị, ban ngành, địa phương, phát hiện, nhân rộng nhiều cái gương điển hình tiên tiến để làm cho phong trào thi đua yêu nước của huyện đạt được hiệu quả cao nhất. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Châu Đức sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tiếp tục nỗ lực học tập, lao động sản xuất, xây dựng phát triển địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.